Rồi ok, hello anh em. Chào các em đã quay trở lại với channel của bọn mình. Chào các chị em luôn nhá. Ok nhá, thì hôm nay bọn mình sẽ đến một cái ý tưởng mới, một content mới về một tựa game đang cực kỳ hot. Đó chính là bọn mình sẽ làm content về game gì bạn? Ơ bông. Ú. Ok, đây là phiên bản của mình. Bé quá bạn ạ. Bé như trẻ con này. Thế thôi. Chứng gì ạ? Cái tiếng con gì mà. Thì hôm nay bọn mình có cái ý tưởng là bọn mình sẽ làm một thứ gì đó siêu to khổng lồ liên quan đến con game Among Us. Mấy tí này mà to khổng lồ kiểu gì bạn? Tôi có cách bé như trẻ con đúng không? Thế để bây giờ tôi gọi bố mẹ nó đến nhá. Có bố mẹ luôn à? Có luôn. Đó, gọi đi, gọi luôn. Gọi luôn phụ huynh. Bắt đầu này, gọi luôn nhá. Gọi sau 3 giây này. 3, 2, 1. To ấy. Bố mẹ thì phải to được. Ấy, đúng không? Được vậy. Bạn nào? Mẹ nào con ấy, bố nào con ấy. Đấy, ở đây chúng ta có 6 nhân vật trong Among Us với 6 màu. Đúng rồi, với 6 màu sắc khác nhau. Bây giờ bọn mình sẽ tiến hành làm phẫu thuật. Bọn mình bây giờ sẽ kết hợp 6 con này thành một và bọn mình sẽ tiến hành phẫu thuật. Ví dụ như mình sẽ lấy nguyên hẳn một con màu xanh chỉ để làm chân, một con màu đỏ chỉ để làm chi chỉ để làm mông. Chỉ để làm mông hoặc là người. Đấy, một con sẽ chỉ để làm đầu. Tức là bây giờ bọn mình sẽ tiến hành đại phẫu toàn bộ luôn. Và đây sẽ là gọi là một cái thí nghiệm cực kỳ căng thẳng luôn anh em ạ. Đúng rồi. Bạn chấp nhận không? Được. Vào việc luôn chứ hả? Ok nhá, thì bây giờ bọn mình sẽ tiến hành luôn để xem kết quả nó sẽ như thế nào nhá. Đây sẽ là một video rất nhanh gọn, đúng không bạn? Vào việc nào? Vào việc. Ok, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu quá trình phẫu thuật. Và bạn Nam sẽ giới thiệu cho các bạn con nào sẽ làm cái gì nhá, thằng nào sẽ làm cái gì. Ok. Rồi, đầu tiên con màu vàng sẽ làm phần đỉnh chóp, phần đầu. Tiếp theo màu cam sẽ làm một phần thắt lưng rất là ngắn ở đây thôi. Con màu đỏ là phần eo ở trên. Màu xanh tiếp tục lên phần ngực. Và con màu xanh biển sẽ làm một chân bên phải. Cuối cùng màu tím sẽ là chân bên trái nha các bạn. Còn quên mất một phần kính. Đó, kính thì nó vẫn chỉ là như này nhưng mà nó sẽ to lên gấp 3-4 lần nữa. Ok, vào việc thôi. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cắt toàn bộ những phần mắt đi nha các bạn. Phẫu thuật phần mắt trước. Quên mất mình đã tiêm thuốc mê các bạn. Bắt đầu quá trình phẫu thuật. Ok, bây giờ bọn mình sẽ lắp chân nhá. Vừa đã phẫu thuật được 3 em rồi, bây giờ là chúng ta sẽ gắn hai cái chân này vào phần bụng nhá. Ok. Đấy, ngon luôn nha anh em. Rồi ok, và sau khi đã trải qua quá trình phẫu thuật thì mình đã hoàn thiện xong phần body cơ thể của em Among Us này. Nhưng vẫn còn thiếu, đó là một tấm kính, tấm mắt cho em ấy để nhìn được nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nốt phần kính của em ấy. Ok, được rồi, sau khi bọn mình đã làm xong một tấm kính. Kính này có một chút cải tiến hơn, tân tiến hơn. Nhìn đẹp không các bạn? Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Rất là future. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ đặt lên đây nhá. Cực kỳ cẩn thận này. Ok. Ok. Các bạn ơi, tự nhiên tôi lại thấy nó giống con Minion. Ờ nhỉ. Nhưng mà không sao. Đây vẫn là Among Us đúng không ạ? To là được. Đúng, đúng rồi. Rồi, đẹp rồi. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ làm ba lô từ mấy cái phần còn thừa nhá. Bắt đầu. Được rồi, ok. Ok.
Trời ơi. Ok nha, bây giờ bọn mình sẽ cắn ba lô. Mình sẽ cắn ba lô xem nó và mình sẽ quay tổng thể xong nhá. Yeah. Nói như vậy là bọn mình đã làm xong đây nhá, cái ba lô của em nói về sau đây nhá, ok chưa? Đấy. Siêu nặng. Siêu nặng luôn. Em này cũng phải lên đến 10 kg các bạn, đấy không? 10 kg thật đấy anh em ạ, tại vì đây toàn là sắt thôi. Tại vì nam châm cũng là từ sắt mà ra cả đấy. Hơn 100.000 viên bi nhá, hơn 100.000 viên bi để làm nên con siêu to khổng lồ nha, ok chưa? Ok ok. Do nặng quá là bắt đầu là cái danh niên ông ớt này đã bắt đầu tẽ chân rồi. Thế nên là ok nhá. Vì video này bọn mình sẽ kết thúc đây. Hôm nay bọn mình sẽ làm ra một con ông ớt siêu to khổng lồ rồi. Nhưng mà có vẻ là nó quá nặng, thế nên là cái chân nó không thể đứng được. Ok, bây giờ bọn mình chắc là sẽ để nó nằm xuống nhá. Thì ở video sau nếu anh em có ý tưởng gì đừng quên comment bên dưới để bọn mình có thể thực hiện. Và nếu như thích video này thì nhớ đăng ký kênh của kênh chúng mình nhá. Và cả nhấn like video nữa để ủng hộ mình, để bọn mình có nhiều động lực hơn để làm các video khác vui hơn. Ok, còn giờ thì bye bye, bye. Nhà đấy, vâng, và đây là em bông ớt sau khi được nằm xuống thì nó đã có phải. Đây là một cái nha các bạn. Đây là một cái nhá. Đây là... Nó đã bị vỡ rồi, nứt rồi các bạn, chứ đây, không có cái gì cả. Đúng rồi, nứt rồi. Và mình nghĩ đây là một cái thôi, mình nghĩ đây là một cái thôi, mình không biết được nhá. Ok, bye bye.